Hello mọi người, em chạy bò Long Linh. Hôm nay em về bò mẹ con, mấy cặp mẹ con luôn. Mẹ nhé, nè cái đực nha, bò khoảng 4 tháng mấy bò, dài hơi sức, dài đứt hơi sức đứt. Mấy chú anh chị mua mẹ con, em bán mẹ con, xe lẻ em bán xe lẻ luôn, mẹ bán mẹ, nghe bán nghe. Mẹ nè, mẹ tư ghiên mới đẻ lúc đầu tiên. Mẹ con mập bò, ú bò, cá bò dàn chân là móng đứng thẳng chụm nha. Mẹ mát sữa thì bò nó phải ốm ốm vậy đó mọi người.